8 tuyến đường thương mại quan trọng, định hình lịch sử thế giới. Giao thương đã xuất hiện từ rất sớm trong xã hội loài người để kết nối nơi sản xuất và nơi mua bán. Từ hoạt động này, nhiều tuyến đường thương mại trên các châu lục đã hình thành và phát triển trong suốt lịch sử cổ đại. Đôi khi những mặt hàng khan hiếm chỉ có sẵn ở một số địa điểm nhất định, chẳng hạn như muối và gia vị. Đây cũng là những hàng hóa được xem là động lực lớn nhất để hình thành những tuyến đường thương mại đầu tiên của thế giới. Và sau khi thiết lập, các con đường cũng tạo điều kiện trao đổi văn hóa, truyền bá tôn giáo, tín ngưỡng, kiến thức và thậm chí là cả mầm bệnh. Trong tọa độ thế giới ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về 8 tuyến đường thương mại quan trọng nhất đã góp phần định hình nên lịch sử thế giới. Tuyến đường gia vị. Nghe tên có vẻ kỳ lạ và không giống như hầu hết các tuyến đường thương mại mà chúng ta từng biết. Tuyến đường gia vị là những tuyến hàng hải nối phía đông với phía tây. Hạt tiêu, đinh hương, quế và nhục đậu khấu là những mặt hàng hải được săn lùng giáo giết ở châu Âu. Nhưng trước thế kỷ 15, các bên trung gian ở Bắc Phi và Ả Rập đã kiểm soát việc tiếp cận thương mại với phương Đông, khiến cho những loại gia vị này trở nên cực kỳ hiếm và đắt tiền. Với sự khởi đầu của thời đại khám phá từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, khi công nghệ điều hướng ra đời giúp cho việc đưa thuyền đi xa trở nên khả thi, người châu Âu đã tiến ra biển để tìm đến nhiều vùng đất mới. Họ thiết lập mối quan hệ thương mại trực tiếp với Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản. Một số học giả cho rằng chính hoạt động buôn bán gia vị này đã thúc đẩy sự phát triển của ngành đóng tàu, khuyến khích khám phá những vùng đất mới và mở ra mối quan hệ ngoại giao giữa Đông và Tây. Hành trình khám phá nổi tiếng và điển hình nhất là của Christopher Columbus vào năm 1942. Trong chuyến đi, ông cũng đã mang gia vị để trao đổi với những vùng đất mới. Người Hà Lan và người Anh đặc biệt thu được nhiều lợi nhuận về việc buôn bán gia vị ở Indonesia. Tại khu vực được gọi là Moluscas hay quần đảo gia vị, đây là nguồn cung cấp nhục đậu khấu và đinh hương duy nhất vào thời xưa. Qua các đợt chiến tranh, quá trình thuộc địa và hoạt động giao thương, tuyến đường gia vị đã trở thành một trong những tuyến đường quan trọng đối với toàn cầu hóa ngày nay. Con đường hương liệu. Con đường hương liệu là mạng lưới được phát triển để vận chuyển nhu hương và nhựa thơm, vì đây là hai nguyên liệu chỉ được tìm thấy ở tận cùng phía nam bán đảo Ả Rập, tức là lãnh thổ của Yemen và Oman ngày nay. Nhũ hương và nhựa thơm đều có nguồn gốc từ nhựa cây được phơi từ dưới ánh nắng mặt trời. Những cục nhựa cây này thường được đốt làm nhang hoặc chế nước hoa. Lạc đà được thuần hóa vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên, và điều này cho phép người Ả Rập bắt đầu vận chuyển các hương liệu quý giá của họ đến Địa Trung Hải, vốn là một trung tâm thương mại quan trọng. Nhũ hương và mộc dược đã trở thành mặt hàng quan trọng đối với người La Mã, Hy Lạp và Ai Cập. Thậm chí còn có một câu chuyện về hoàng đế La Mã Nero đã thu hoạch nhũ hương trong cả năm, chỉ để đốt trong đám tang của người tình mà ngài sùng ái nhất. Các hoạt động buôn bán đã phát triển mạnh mẽ và tuyến đường này vào thời kỳ đỉnh cao được cho là chứng kiến 3.000 tấn hương liệu được giao thương mỗi năm. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, tuyến đường bộ hương liệu đã không còn quan trọng vì lúc này thiết kế tàu thuyền được cải tiến khiến con người ưa chuộng vận tải hàng hải hơn. Con đường hổ phách. Hổ phách đã được buôn bán phổ biến từ những năm 3000 trước công nguyên, với bằng chứng khảo cổ cho thấy hạt hổ phách từ những vùng Baltic đã được vận chuyển đến Ai Cập. Người La Mã vốn ưa chuộng loại đá này để phục vụ với mục đích trang trí và làm thuốc, nên đã phát triển con đường hổ phách nối vùng Baltic với phần còn lại của châu Âu. Các mỏ hổ phách lớn được tìm thấy ở dưới biển Baltic. Hạt hổ phách giạt vào bờ biển sau những cơn bão, và người dân có thể thu hoạch từ những bãi biển trên khắp vùng Baltic. Đó là cách mà nhiều thương dân hổ phách địa phương xây dựng nên cơ sở kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong các cuộc thập tự chinh vào thế kỷ 12 và 13, Baltic đã trở thành một nguồn thu nhập quan trọng với hiệp sĩ Teutonic, bởi vì họ đã trao quyền kiểm soát khu vực sản xuất hổ phách. Theo lịch sử, các hiệp sĩ đã bức hại người phổ địa phương một cách tàn bạo và loại bỏ bất kỳ ai nếu họ cố gắng thu hoạch hoặc bán hổ phách. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy dấu tích của con đường hổ phách ở Ba Lan. Đường Trà Mã cổ đại. Đây là con đường cổ xưa ngoặt nghèo, dài hơn 6.000 dặm, xuyên qua dãy núi Hoành Đạn, một khu vực sản xuất trà rất lớn ở Trung Quốc, kéo dài đến Tây Tạng và Ấn Độ. Tuyến đường băng qua nhiều con sông, khiến nó trở thành một trong những tuyến đường thương mại cổ xưa nguy hiểm nhất thế giới.
hàng hóa chính được trao đổi trên tuyến đường là trà Trung Quốc và ngựa chiến Tây Tạng, thông qua buôn bán trực tiếp, đổi trà lấy ngựa và ngược lại. Các nhánh đường của trà mã cổ đại được sử dụng từ năm 1600 trước Công Nguyên, nhưng việc người dân bắt đầu sử dụng toàn bộ con đường để tấp nập buôn bán là bắt đầu từ khoảng thế kỷ 7 sau Công Nguyên. Thương mại quy mô lớn trên đường trà mã cổ đại khởi phát từ triều đại nhà Tống năm 960 đến 1279 của Trung Quốc. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian từ năm 960 đến 1127, khoảng 20.000 con ngựa chiến Tây Tạng đã được buôn bán dọc theo tuyến đường để đổi lấy 8.000 tấn trà. Đến thời kỳ vận tải đường biển phát triển thì đường trà mã cổ đại cũng không còn được sử dụng nhiều. Nhưng trong đệ nhị thế chiến, tuyến đường lại một lần nữa trở nên quan trọng do quân đội Nhật Bản chặn nhiều cảng biển. Trong thời kỳ ngày nay, đường trà La Mã trở thành tuyến đường giao thương quan trọng để tiếp tế hàng hóa giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Đường muối. Muối từ ngàn đời nay đã là một mặt hàng quý giá vì có thể tạo ra hương vị, bảo quản thực phẩm và khử trùng. Loại gia vị này từng là một mặt hàng khan hiếm vào thời cổ đại vì có lẽ các khu vực giàu khoáng sản đã trở thành trung tâm thương mại quan trọng. Những tuyến đường kết nối trung tâm này cũng từ đó mà hình thành. Một trong những tuyến đường nổi tiếng nhất là Roman Via Salaria, hay còn được biết đến là con đường muối, chạy từ gần Ostia, gần thành phố Rome, bằng qua nước Ý đến bờ biển Adriatic. Muối từng là một phần lương của binh lính La Mã. Một tuyến đường giao thương muối khác quan trọng ở châu Âu là con đường muối cổ. Con đường này kéo dài 62 dặm, từ thị trấn Lüneburg đến vùng Lübeck, bên bờ biển phía bắc nước Đức ngày nay. Thị trấn Lüneburg sở hữu nguồn muối vô cùng dồi dào. Từ thời Trung Cổ, tuyến đường đóng vai trò lớn trong việc cung cấp muối cho các tàu đánh cá, rời Đức đến Scandinavia. Các thủy thủ sử dụng muối để bảo quản số cá trích đã bắt được. Một chiếc xe chở muối sẽ mất khoảng 20 ngày để đi qua con đường muối. Nhiều thị trấn dọc theo tuyến đường đã trở nên giàu có nhờ đánh thuế các xe vận tải. Tuyến đường thương mại xuyên Sahara. Các tuyến đường thương mại xuyên Sahara trải dài từ Bắc Phi đến Tây Phi, được tạo thành từ nhiều cung đường, hình thành chuỗi liên kết thương mại qua sa mạc rộng lớn. Những tuyến đường này lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Đến thế kỷ 11, các đoàn lữ hành với hàng nghìn con lạc đà đã chở hàng hóa qua sa mạc Sahara. Vàng bạc, nô lệ, muối và vải vóc được buôn bán sầm uất dọc theo tuyến đường. Ngoài ra, người dân thời đó cũng mua lông đà điểu và súng châu Âu. Tuyến đường thương mại Sahara là công cụ truyền bá đạo Hồi của người Berber ở Bắc Phi sang Tây Phi. Bên cạnh tôn giáo, kiến thức, giáo dục và ngôn ngữ Ả Rập cũng được phổ biến. Tuyến đường thương mại cũng là nền tảng để phát triển các hệ thống tiền tệ và xây dựng đất nước. Khi các nhà cai trị địa phương nhìn thấy giá trị chiến lược của những vùng đất rộng lớn, họ đã đặt các hàng hóa dưới sự kiểm soát của mình. Đến thế kỷ 16, người châu Âu bắt đầu nhận thấy giá trị của hàng hóa châu Phi. Các tuyến đường thương mại Đại Tây Dương do châu Âu kiểm soát đã làm lu mờ tuyến đường thương mại xuyên Sahara. Sự giàu có và phát triển không còn nằm ở nội địa mà chuyển sang các khu vực ven biển. Con đường thiếc. Từ thời đại đồ đồng đến thời đại đồ sắt, con đường thiếc vốn là một huyết mạch chính cung cấp cho các khu định cư sơ khai những kim loại quan trọng. Vào khoảng năm 2800 trước Công Nguyên, sự tiến bộ đã xuất hiện ở vùng Cận Đông, khu vực bao gồm phần lớn Trung Đông ngày nay. Đó là đồng phải được hợp kim với thiếc để tạo ra những món đồ có thể sử dụng bền bỉ hơn. Công nghệ mới ngày nay đã tạo ra nhu cầu về thiếc. Và vì không được tìm thấy ở nhiều nơi nên nguồn tài nguyên này đã trở thành một mặt hàng quan trọng cho thương mại. Con đường thiếc đã phát triển mạnh mẽ. Vào thiên niên kỷ thứ 1 trước Công Nguyên, nó trải dài từ những mỏ thiếc Conger tại cực Tây Nam nước Anh, đến Pháp, rồi xuống Hy Lạp và xa hơn nữa. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy, tuyến đường thiếc đi qua nhiều ngọn đồi. Các nhà lịch sử học tin rằng, thương mại đã diễn ra với cả hai chiều lên và xuống. Bởi vì dấu tích trên các ngọn đồi cho thấy, dường như đã có những món đồ tạo tác kỳ lạ, bao gồm cả san hô và vàng. Không có tài liệu bằng văn bản nào ghi chép lại việc này, nhưng hồ sơ khảo cổ học cho thấy, công nghệ và nghệ thuật đã song hành trên con đường mua bán thiếc nối Bắc Âu và Địa Trung Hải. Con đường tơ lụa. Cuối cùng chính là con đường tơ lụa. Đây được xem là con đường thương mại nổi tiếng nhất, nối liền giữa văn minh cổ đại của Trung Quốc
và đế chế La Mã. Tơ lụa bắt đầu được bán từ Trung Quốc sang đế chế La Mã từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên để đổi lấy len, bạc và vàng của châu Âu. Ngoài việc thúc đẩy thương mại, con đường tơ lụa còn trở thành một kênh quan trọng để truyền bá tri thức, công nghệ, tôn giáo và nghệ thuật, với những trung tâm thương mại mọc lên dọc theo tuyến đường. Điển hình là thành phố Samarkand ở Uzbekistan ngày nay. Con đường tơ lụa được bắt đầu từ Tây An, Trung Quốc, đi dọc theo Vạn Lý Trường Thành, sau đó băng qua dãy núi Pami và Angistan đến Levant. Đây là nơi hàng hóa được chất lên tàu để đưa đến các cảng ở Địa Trung Hải. Rất hiếm khi các thương lái đi hết 4.000 dặm vì hầu hết đều buôn bán trên các đoạn đường. Khi đế chế La Mã sụp đổ, vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, con đường tơ lụa đã không còn an toàn và không được sử dụng cho đến thế kỷ thứ 13. Nhà thám hiểm người Ý Marco Polo đã đi theo con đường tơ lụa trong thế kỷ 13 và ông trở thành một trong những người châu Âu đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Một số nhà khoa học cho rằng chính những gia thương đi dọc theo tuyến đường này đã phát tán vi khuẩn dịch hạch, gây ra đại dịch cái chết đen trong thế kỷ 14. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.